Dạ vâng, Lê Trung xin kính chào cả nhà. Dạ đầu video thì cho phép Lê Trung kính chúc cả nhà mình có nhiều sức khỏe, bình an, thanh tâm, an lạc, đặc biệt gặp nhiều may mắn trong cuộc sống nha cả nhà. Dạ thì cả nhà ơi, để tiếp tục với những cái video mà Lê Trung chia sẻ đến cả nhà mình về những cái câu chuyện tâm linh, như về những cái căn nhà hoang, về những cái khu rừng, về những cái khu nghĩa địa có vong linh, vong quỷ, yêu quái, yêu tinh đang trú ẩn, thì ngày hôm nay Lê Trung lại tiếp tục chia sẻ đến cả nhà mình thêm một video nữa nha. Ở trên cái video ngày hôm nay đó cả nhà, thì Lê Trung đưa cả nhà mình, chúng ta cùng nhau quay trở lại một cái khu rừng tràm. Và trước màn ảnh nhỏ mà như quý ông bà cô chú anh chị mình đang xem và đang nhìn thấy đó, thì cái khu rừng tràm này nó cũng khá là hoang vu, khá là vắng vẻ và rất là rậm rạp nha cả nhà. Thì ngày hôm nay Lê Trung đưa cả nhà mình đến đây thì cũng để tìm kiếm các cái vị vong linh hữu duyên, đủ duyên với giáo lý nhà Phật, để chúng ta sẽ cùng nhau cúng kiến cho họ dùng, rồi chúng ta sẽ đưa cho họ đi về chùa để cho họ được tu hiền tu lành, để sớm ngày có thể đầu thai chuyển kiếp làm lại một cái kiếp người mới đó cả nhà. Thì nói về cái khu rừng tràm này thì Lê Trung cũng đã đến đây cũng đâu đó cũng vài lần rồi, và cũng gặp được khá là nhiều những cái vị vong linh đang trú ẩn ở tại cái khu này. Thì những cái lần đó thì Lê Trung cũng đã giúp đỡ cho họ được đi về chùa để giúp họ được tu hiền tu lành. Ngày hôm nay thì quay trở lại đây cũng hy vọng rằng bề trên sẽ soi xét và xây chuyển cho Lê Trung để có thể gặp được họ, để Lê Trung sẽ giúp cho họ một phần nào đó giảm đi bớt cái cực. Hình như là Lê Trung nghe có cái tiếng rên la rất là thảm thiết cả nhà. Cho hỏi ai vậy? Xin chào. Xin chào. Xin chào. Tôi cũng ghét ông lắm. Cái gì? Tôi hận ông lắm. Ủa mắc gì hận tôi trời? Ủa? Ai vậy? Hả? Ai vậy? Tôi là người đi tìm vong linh dắt dưỡng để giúp đỡ cúng kiến rồi đó. Tôi có nói ông đâu, tôi chỉ chửi chồng của tôi thôi à. Ủa vậy hả? Ai biết không? Có liên quan gì đâu mà ông ở đâu tới đây mà tôi có biết, có quen ông đâu mà tôi chửi ông. Nãy giờ là tôi trách móc, tôi giận, tôi chửi chồng của tôi. Vậy đó hả? Ai biết đâu, tôi thấy trong đây có mình tôi với cô, tự nhiên nghe cô chửi gì rộ hết trơn, tôi tưởng đâu là cô chửi tôi chứ. Tại chồng của tôi hồi đó tệ bạc với tôi, rồi ra tay sát hại tôi á. Vậy đó hả? Cho nên á, tôi mới tức, mới quán chứ. Rồi cô tới ngay khu rừng này lâu chưa? Tôi tới cái chỗ này cũng được tháng mấy rồi. Vậy sao? Rồi tới nay ở đây tháng mấy rồi, rồi có được ăn uống gì không? Trong khu rừng này có tìm được cái gì ăn không? Không, ở trong đây đâu có gì đâu ăn. Vậy sao? Với lại muốn có ăn thì phải đi xa mới có. Vậy đó hả? Kiếm mới tìm mới có được. Rồi, cô tới đây có một mình hay là còn vong hồn nào đi cùng với cô không? Tôi tới đây có một mình à. Nhưng mà ở trong đây á, cũng có nhiều vong hồn đối khác giúp dưỡng như tôi gì nè. Vậy đó hả? Nhiều lắm. Rồi giờ hiện giờ những cái vong hồn đó đâu? Họ đi đâu hết rồi? Chắc họ cũng đi hết đó chứ. Tại vì tôi thì tôi đói, tôi cũng phải đi. Còn họ, họ đói, họ cũng phải kiếm cái ăn chứ. Vậy hả? Rồi, từ lúc cô về đây tháng mấy là chưa tìm được cái gì ăn luôn hay sao? Có không? Có tìm được gì ăn không? Cách đây là 20 ngày á. Tôi
đi kiếm á, rồi á tôi thấy được người ta cúng được hai cái trái đó, táo nó ngon quá, rồi tôi lấy tôi ăn à. Rồi tối nay luôn á, không có được cái gì nữa. Vậy là nhịn đói suốt vậy. Rồi có từ nào giờ, từ lúc mất tới giờ có được ăn cơm nước gì không, gia đình có cúng kiến gì không? Không. Không luôn hả? Không ai cúng kiến cho tôi hết á. Bởi vậy không có người cúng á, cho nên tôi mới đói khổ nè. Rồi ngồi rên, nãy tôi nghe là rên rồi than đói rồi đó ha, hay là giận chồng rồi ngồi rên đó là. Tôi giận chồng tôi. Cho nên là tôi mới bức xúc như vậy. Vậy đó hả? Rồi tôi cũng có đói nữa. Thôi bây giờ nói chung là tôi á chỉ là một người đi giúp vong. Hôm nay thì tôi đến đây thì cũng đã đủ duyên, cũng như là có cái đủ duyên để mà gặp được cô. Thôi bây giờ cô chấp nhận để cho tôi cúng cho cô một mâm cơm được không? Thì tôi chỉ cúng cơm chay với bánh với nhang hương thôi. Để tôi bày ra tôi cúng cho cô ăn rồi một xíu nữa ăn xong cho no đi. Thì cái này tôi đưa cho cô đi về chùa tu được không? Trời ơi. Sao? Sao không hả? Tôi nghe sao mà ngon dữ vậy? Ngon hả? Có lý á. Có lý ha. Rồi vậy bây giờ là cô chấp nhận để cho tôi cúng cho cô ha. Tôi chấp nhận rồi đó. Thì nói trước nha, tôi chỉ có cơm chay để cúng cho cô thôi chứ tôi không có cơm mặn nha. Ăn cơm chay đi cho nó nhẹ nhàng thân xác, với lại mình giảm bớt đi cái tội nghiệp. Tại vì nếu mà mình ăn đồ mặn á thì mình sẽ gián tiếp khiến cho người ta sát sanh để tạo cho mình cái đồ ăn mặn. Đó, vậy thì sẽ khiến cho cô nó kiểu như là nó không có được nhẹ nhàng ha. Tôi biết rồi. Ê trời. Chết rồi cô ơi. Chuyện gì vậy? Hồi sáng tôi lấy cái ống nhang ra, đừng tôi để nhang vô, tôi quên tôi bỏ ở nhà luôn rồi. Giờ không có nhang rồi sao? Không có sao hết đó. Tôi giờ tôi đói. Cái đó không cần thiết đâu. Tôi chỉ cần được ăn thôi. Được ăn là tôi mừng rồi. Vậy đó ha. Vậy cô thông cảm cho tôi đi nghe, tại vì nãy tôi quýnh đi quá rồi tôi lấy cái ống đó tôi để nhang vô mà giờ tôi quên đem theo không có tiêu rồi. Thông cảm cho tôi được không? Vậy ấy đi, để tôi tôi lấy mấy cái chung ra tôi chế nước cho cô dùng đỡ đi ha. Được á. Đừng có giận hờn gì nghe trời. Tôi mà giận ông rồi sao ông không cho tôi ăn nữa. Để tôi chế lại mấy cái chung nước ra cho cô đi. Thiệt tình với trời trời. Sáng lấy ra đừng bỏ thêm nhang vô. Rồi để đó cái quýnh đi quên lấy luôn, thiệt độc. Rồi cô dùng đỡ với tôi cơm với nhang với bánh đi ha. Được mà. Ủa lộn, nước với bánh với cơm đi ha. Rồi thôi bây giờ để tôi khấn vái cho các vị thần linh ở đây đi, rồi tôi mời cô dùng. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Đất Đai Thiên Trạch Thần Hoàng Bổn Cảnh Thổ Thần Thổ Địa Cục Thổ nơi đây. Thì ngày hôm nay đó con đến đây thì cũng có ý nguyện là muốn được trợ duyên cho các phong linh đang đó khác lạnh lẽo vất vưởng được khỏi ta bà. Thì con cũng mong các ngài các hoan hỷ đó cho vị phong linh đang ngồi trước mặt con nhận hưởng những cái phần lễ mà ngày hôm nay con mang tới đây để giúp cho cô ấy được no lòng ấm dạ hơn. Rồi sau đó thì con cũng xin được nhờ thần lực của các ngài các ông để giúp cho cô ấy đi về chùa để tu hiền tu lành đó, để sớm ngày có thể là giải bỏ đi cái nghiệp quán căn quả của mình để có thể sớm được đầu thai làm lại kiếp người mới. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi, ấy đi cô dùng đỡ với tôi cơm, bánh với lại nhớ nước đi nha. Rồi có gì là tôi sẽ đưa cho về cô về chùa. Rồi sau đó thì cô sẽ được hưởng cái nhang sau ha. Rồi. Ôi. Lại được ăn nữa rồi. Mừng quá. Có được ăn gì á là nhìn ngon lắm. Ngon thì á, ráng ăn chứ làm sao. Tại vì á, hiếm lắm mấy con người á, người ta tốt người ta cho ăn như vậy. Ồ, tính ra cũng được đó chứ. Cơm cũng ngon.
thèm đói khát. Mà ăn được bữa cơm này á là quá là ngon rồi. Mình cũng giận chồng mình nhiều lắm. Hồi đó mình ở đời có đức lắm mà. Rồi tại sao mình lại ra nông nổi như vậy chứ? Đúng là hiểu không nổi mà. Cũng phải, tối mà được ăn như vậy thì no. Phải chi mà đói cái nhá. Kiếm cái là có đồ ăn, kiếm cái là có đồ ăn thì mai ra là không có đói khác. Ước muốn cũng được là ăn hoài luôn. Nhưng mà đồ ăn đâu mà có mà ăn hoài. Không ai cúng kiến hết trơn á, làm sao mà có ăn được.
Xin chào. Rồi, chào ông. Rồi sao rồi, vừa ăn uống gì no chưa? Vừa ăn rồi, no rồi đó. No rồi ha. Rồi không có nhan hưởng vậy rồi có lạnh không? Có chứ. Có ha. Thì lạnh rồi, chịu quen rồi. Thôi tôi lần nữa tôi xin lỗi cô đi, tại vì nói chung hồi sáng không phải là tôi không đem. Nhưng mà ngày hôm qua kia tôi đi hết nhan rồi, cái giờ sáng này tôi lấy ra tôi để vô trong cái ống nước á. Kiểu như sợ nhiều khi đi mưa gió đồ sợ nó ướt nhan đốt nó không cháy á. Sáng tôi bỏ ra xong rồi kiểu như tôi lính quýnh tôi đi cái tôi quên tôi quên lấy luôn. Rồi thôi ấy đi, để một chút xíu nữa tôi giúp cho đi về, cô đi về chùa để về đó có nhan hương nào hưởng rồi được để cho ấm cúng. Rồi về đó thì hàng ngày sẽ được các sư các thầy cúng kiến cho cô dùng nữa ha. Nhưng mà rồi bây giờ thì trước khi mà tôi giúp cho cô đi về chùa đó thì bây giờ cô cho tôi hỏi thăm vài vấn đề nữa được không? Được. Cô tên gì? Tôi tên Hằng. Tên Hằng hả? Phải. Rồi cô mất lúc đó được bao nhiêu tuổi rồi cô Hằng? Nó tôi mất 50. Dạ. Rồi lúc đó là cô đã có gia đình rồi này kia hết rồi phải không? Tôi có gia đình rồi. Rồi quê của cô hồi lúc đó là ở đâu? Tôi là quê ở trên đó, Bình Dương. Bình Dương ha. Thì cô mất cái đây lâu chưa cô Hằng? Này được 4 năm rồi. Vậy hả? Vậy là tính ra cô cũng mới mất đây thôi. Thì không biết là vì cái lý do gì mà sao như cái như tôi thấy cái kiểu là như cô có vẻ như là rất là oán hận bên chỗ cái ông chồng của cô là nguyên nhân sao cô có thể kể cho tôi nghe được không? Tôi hận chồng tôi nhiều lắm. Ông ta đã lừa gạt tôi rồi, ngoại tình rồi còn sát hại tôi nữa. Trời ơi. Tôi hận, tôi thù chồng tôi nhiều lắm. Rồi hai người đó là có xảy ra mâu thuẫn gì không hay là vì lý do gì mà ông chồng của cô lại là ngoại tình? Chồng của tôi ham gái trẻ đẹp chê tôi già cho nên nó là mới xảy ra chuyện vậy. Tính ra 50 tuổi thì cũng đâu có già lắm đâu cô, cũng độ tuổi đó thì cũng còn ấy mà. Nhưng mà chồng của tôi nhỏ hơn tôi 10 tuổi lận. Tức là cô lớn hơn chồng của cô rồi, kiểu như dạng như là cô thì kiểu như già hơn ông ta đấy ha. Phải. Rồi cô có thể kể rõ hơn về cái người tình của chồng của cô rồi cái việc mà ông chồng cô sát hại cô nó xảy ra như thế nào, cô kể rõ hơn xíu nữa được không? Tôi hồi đó là hai chồng tôi lấy nhau về á. Dạ. Ba mẹ thì cũng cho được á số tiền đi. Dạ. Tôi mới bàn với chồng là xây nhà trọ để cho mà công nhân người ta mướn ở á. Dạ. Rồi cũng xây được á 12 phòng. Để cho tại vì nhà tôi cũng gần mấy cái xí nghiệp công ty đó. Dạ. Rồi làm xong rồi cho người ta mướn để mình lấy tiền tháng đó. Tôi thì tôi cũng đi làm ngoài kiếm thêm nữa. Chồng tôi thì ở nhà quán xuyến cái chuyện mà lo nhà trọ rồi quét dọn đồ này kia vậy đó. Mà sau cũng được một thời gian cả năm vậy đó là chồng tôi thấy cũng bình thường không có thay đổi gì hết. Mà từ lúc á mà có cái con bé đó nó quê ở gốc ở An Giang lận. Dạ. Rồi nó lên nó làm của công ty ở trên đó đó. Mà bé này thì nó trẻ, nó đẹp lắm, nó xinh xắn lắm. Mà tôi á thì á tới tháng á thì tôi đi thâu tiền của mấy đứa công nhân đó. Tôi thâu hết mấy người kia rồi, sao tới con bé này á là nó không có trả. Tôi tới thì nó đóng cửa không à, nó đóng cửa đi làm, tại vì làm tăng ca tới tối luôn nó mới về cho nên là không có gặp được. Rồi tôi mới hỏi chồng tôi là có con bé An đó nó có trả tiền nhà trọ chưa mà sao trễ mấy ngày rồi mà sao nó chưa có gửi gì hết vậy. Rồi chồng của tôi mới nói
Là nó trả rồi, nó kiếm bà nó để trả đó, mà bà đi làm, rồi bà đi làm công chuyện đồ này kia đủ thứ hết trơn, rồi nó có gặp được đâu, rồi nó gửi tiền cho tôi rồi. Mà tiền đó thì tôi cũng mua đồ lặt vặt thì cũng hết rồi, còn ít trong đó kìa. Rồi tôi tưởng vậy là nó cũng gửi rồi thì mình không có nói gì luôn đi, mà sao á tháng nào cũng vậy hết trơn á, nó không có trả cho tôi. Rồi tôi hỏi chồng của tôi thì là toàn là trả cho chồng tôi không à. Rồi tôi cũng mới suy nghĩ là làm sao mà cái chuyện lạ vậy, nó toàn là nó trả cho chồng mình không mà sao nó không trả mình, kỳ ta, ngộ ta. Mới đầu thì tôi cũng suy nghĩ là chắc là do mình không có ở đây, không có là có gần cái chỗ này cho nên là nó kiếm cũng khó hay gì á. Mà một thời gian nữa là vẫn y như vậy đó. Rồi tôi thấy chồng của tôi á càng ngày càng lạnh nhạt với tôi. Tối vô ngủ mà tôi ôm á, mà chồng của tôi lấy cái tay bỏ ra bên vậy đó, giống như là đang giận đang hờn á, mà trong khi á chồng tôi với tôi á là không có giận hờn gì hết trơn á. Rồi tôi thấy lạnh nhạt á tôi mới hỏi, rồi chồng của tôi nói á là trời ơi, làm công việc quét dọn đồ này kia mệt mỏi dữ lắm, em để cho anh ngủ cho nó thoải mái, mai anh còn làm nữa không. Thì tôi cứ tưởng đâu là chồng tôi mệt rồi tôi không có suy nghĩ gì. Rồi còn mà cái chuyện mẹ chồng nữa thì mẹ chồng, ba chồng thì ông cũng mất, chỉ còn mình mẹ thôi. Thì tôi cũng chạy tới lui chăm nom đồ này kia, rồi cũng nấu ăn nấu uống đồ cho nữa, cứ rảnh có cơ hội là tôi tới hà. Cho nên nó là mẹ chồng của tôi thương tôi dữ lắm. Mà càng lúc càng thời gian về sau này á là nhiều lần tôi cũng muốn là vợ chồng quan hệ với nhau, nhưng mà chồng của tôi lảng tránh không à, nói là bị bệnh trong người rồi sức khỏe yếu, thôi á, viện cớ đủ thứ tùm lum hết trơn á. Cho nên á là tôi cũng đặt cái vấn đề là tôi nghi nghi là sao mà chồng của mình á mà nó lảng tránh mình, với lại cái con bé đó đó nó gửi tiền á, toàn là nó gửi tiền á cho chồng mình không. Tất cả những phòng kia á, thì người ta có vợ có chồng hết hà, mà tôi không có nghi ngờ, chỉ có con bé đó nó chưa có gia đình hả. Có cái lúc đó tôi gặp á là cái ánh mắt của nó dòm chồng tôi á là giống như là ăn tươi nuốt sống vậy đó, kỳ lắm. Bởi vậy tôi mới nghi ngờ chứ. Rồi tôi mới quyết định là tôi theo dõi, tôi theo dõi đâu được có từng lễ á, rồi tôi mới biết được chồng của tôi á là ăn nằm á với con bé đó đó. Cho nên nó là mới lạnh nhạt không có đụng chạm gì tới tôi, thì đó mới là nguyên nhân đó. Rồi tôi cố tôi gần thêm mấy bữa nữa là tôi thấy á, cứ tối nào á là chồng của tôi á qua đó khoảng chừng á, gần 1 tiếng mới về không à. Thì đã tôi gần tôi thấy hết trơn mà. Rồi tôi quyết tâm là tôi bắt cho bằng được. Rồi tôi giả bộ tôi ngủ, rồi ở chồng của tôi tưởng đâu là tôi ngủ say, tôi giả bộ tôi ngáy lên 1-2 tiếng gì đó, chồng của tôi cứ tưởng đâu là tôi ngủ im rồi. Rồi mới lẻn 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 đi tới cái phòng của con bé đó đó, thì gõ cửa nhẹ là tôi thấy hết á. Rồi con bé đó mở cửa ra rồi á mới đóng lại liền. Rồi tôi mới đi tới, tôi nghe được á là con bé đó nó nói anh làm gì mà giống như là anh muốn ăn thịt em vậy, từ từ thôi, từ từ rồi em cho.
Đã ngày nào á cũng chịu anh hết trơn mà anh còn làm vậy nữa. Để thôi, thẳng mình thư giãn đi rồi á mình làm cũng được, có sao đâu. Ôi ôi, tôi nghe được á, tôi tức dữ lắm. Rồi chồng tôi mới nói lẹ lẹ đi em ơi, chứ để á vợ anh phát hiện là chết luôn á. Đó, mình ăn dụng ăn nằm với nhau vậy á thì mình phải tranh thủ có thời gian có cơ hội á làm lẹ lẹ đi, để anh còn về bên đó anh ngủ chung với vợ anh nữa, để vợ anh nó không có biết. Rồi tôi nghe tôi nóng quá đi, tôi mới gõ cửa. Rồi con bé đó nó mới hỏi ai ai vậy, giờ này tối thui tối mò rồi mà còn gõ cửa cái gì nữa. Tôi mới giả giọng cái tiếng khác á, tôi mới nói á là chị nè, chị phòng kế bên nè, chị có chiên mấy cái bánh xèo, chị thấy cưng á có một mân một mình hả, rồi chị gửi cho cưng á mấy cái cưng ăn lấy thảo nè, mở cửa ra đi cưng. Rồi á nó mới tưởng đâu là thiệt á, nó mới mở cửa ra. Rồi nó thấy tôi nhào vô, chồng của tôi cũng thấy tôi nữa. Rồi tôi mới la lên, trời ơi ông coi ông làm vậy có được không, trong khi tôi yêu thương ông, rồi tôi có làm gì điều gì mà sai trái với ông đâu, tôi luôn chung thủy với ông mà ông đối xử với tôi như vậy. Tôi ở đời có thất đức với ai đâu, những cái ngưỡng hộ mà lúc mà kinh tế khó khăn đó thì tôi cũng giảm tiền trọ cho họ nữa, tôi đâu có mà ở ác đâu, mà tại sao tôi bị vậy. Còn á con bé này, mày á mày làm gì mà mày gù quến chồng tao, trong khi hai vợ chồng của tao còn ở sần sần gì nè mà mày dám lừa gạt như vậy. Rồi chồng của tôi á mới lên tiếng, kệ tôi, tại bà già rồi, bà hết sức hấp dẫn rồi. Thì tôi thấy con bé này nó trẻ nó đẹp thì tôi thương nó chứ làm sao, tôi yêu thương nó. Bây giờ bà tôi sống với bà chỉ còn tình nghĩa thôi, chứ tôi đâu có còn cái gì liên hệ với bà nữa đâu. Bấy lâu nay hai đứa tôi đã qua lại với nhau một năm rồi, bây giờ tình cảm cũng nặng mặn nồng lắm rồi. Bây giờ tôi thôi bà, tôi không ở với bà nữa, bây giờ tôi quyết định tôi ở với con nhỏ này. Trời ơi, tôi nghe được như vậy tôi tức, cái tôi nhào lại á, tôi mới quánh con nhỏ đó hai bập tay đi. Cái chồng tôi thấy vậy đó mới xô tôi ra, xô mạnh quá tôi té vô cái cửa một cái gầm vậy đó. Rồi tôi ngồi xuống, tôi quỵ xuống vậy đó. Rồi lúc đó tôi cũng không còn mà giữ bình tĩnh nữa, tôi mới cố đứng dậy, tôi nhào lại á, tôi tính á ăn thua đủ với chồng tôi với lại con nhỏ đó. Nhưng mà chồng của tôi á là thân á đàn ông mà mạnh nữa, cho nên nó là quánh đập tôi, rồi đá vô người của tôi vậy đó. Mà trong khi đó tôi nằm ở dưới cái nền gạch á mà chồng tôi ra tay. Còn cái con đó á thì nó sợ á, nó cứ á rút rút ở trong cái góc á. Là nó sợ tôi ngồi vậy tôi quánh nó không à. Mà tôi cũng cố, tôi bò tôi lết lại để mà tôi nắm đầu nó, tôi quánh con nhỏ tiểu tam đó. Tại vì nó gù quến chồng tôi mà. Chồng tôi thấy tôi đi lại con nhỏ người tình á, rồi lại bóp cổ tôi, rồi mới nói mày mà đụng tới nó hả là tôi giết mày đó cho mày biết. Rồi tôi mới nói thả tôi ra, bớ người ta cứu tôi, thả tôi ra, không thả tôi ra để tôi giết con nhỏ này, tôi giết con nhỏ này. Rồi chồng tôi thấy tôi ngoan cố vậy đó, tôi càng ngày càng bóp cổ tôi mạnh lên, rồi tôi đâu có thở được, rồi tôi ngộp thở tôi mất luôn. Vậy là cô thì cũng chỉ vì bị chồng mình ngoại tình với người khác rồi bị cô phát hiện rồi đã ra tay với cô luôn. Thì đó mới là nguyên nhân đó.
Bởi vậy nói chung về cái vấn đề của cô thì nếu mà nằm vào trong cái tình trạng của cô thì không ai mà không hoán hận, không ai mà không tức tưởi hết, không ai mà không tức giận hết. Nhưng mà cái vấn đề của cô, bây giờ tôi nói với cô, thí dụ như bây giờ nè, sau khi ông chồng của cô đã ra tay với cô như vậy rồi, thì ông ta có bị làm sao không? Có bị pháp luật trừng trị chưa? Có chứ, chồng tôi giết tôi mà, phải bị pháp luật trừng trị chứ. Vậy là ông ta đã bị pháp luật trừng trị rồi. Phải. Thì bị pháp luật trừng trị rồi, thì đó cũng là một cái sự trả nghiệp của ông ta. Nhưng mà bây giờ, hiện bây giờ sau khi bị trừng trị rồi đó, thì tôi nghĩ ông ta với cái tội lỗi giết người như vậy và với cái tội thế là ngoại tình như vậy, rồi á là phản bội như vậy, thì tôi nghĩ là ông ta cũng sẽ phải trả nghiệp của mình thôi. Mỗi một cái sự việc, một cái việc làm sai cái đều phải có cái nghiệp quán hết, cho nên cô đừng yên tâm, đừng có lo lắng về cái vấn đề đó. Và cái việc mà cô tức giận hiện tại bây giờ đó cũng không có mang lại cái lợi ích gì cho cô cả đó. Khi mà cô tức giận như vậy, cô oán hận như vậy, chỉ làm cho cô tích tụ cái quán khí về trên cái vong hồn của cô, rồi cô vất vưởng khắp nơi, cô không đầu thai được. Mà không đầu thai được thì cô phải khổ, phải đói, phải lạnh đó. Vậy thì nếu mà mình tức giận, mình oán hận mà để tự mình làm đau khổ mình, thì mắc chi mà mình phải làm như vậy? Thay vì bây giờ mình oán hận để mình đau khổ thì bây giờ thôi mình buông bỏ đi. Mình tập dần buông bỏ thì mới lúc đầu thì không ai buông bỏ được cả. Với cái nỗi hận thù như vậy thì không ai buông bỏ, một cái rụp là xong. Mình mỗi một ngày mình bỏ đi một ít, rồi mình học thêm giáo lý nhà Phật đó, để mà mình tăng cái lòng từ bi của mình lên, rồi dần dần mình sẽ buông bỏ được hết tất cả mọi thứ đó. Khi mà cô đã buông bỏ được hết tất cả mọi thứ rồi, trong cái lòng của cô nó đã thanh tịnh rồi, thì khi đó cô sẽ bắt đầu cô tích phước đức, rồi chuyển kiếp làm người, đầu thai lại làm kiếp người khác. Thì khi như vậy thì cô sẽ sướng hơn chứ bắt chi đâu mà cô phải hận thù. Rồi tất cả mọi đau khổ cô đều gánh hết, đâu có ai gánh giùm cô đâu. Chồng của cô, ông ta cũng đâu gánh cho cô đâu. Ờ thì đó, tôi càng hận thù thì tôi càng khổ. Đó, thì bởi vậy tôi mới nói với cô, tôi mới khuyên cô là nên đi về chùa để tu đi đó. Cô về chùa sớm thì cô càng ngày cô về chùa sớm, cô tu sớm thì cô sẽ giảm đi cái nghiệp cô sớm, rồi cô sẽ đi đầu thai chuyển kiếp sớm, rồi cô sẽ sung sướng sớm, không còn đau khổ nữa đó. Có thiệt không? Thiệt. Nhưng mà được về đó tu hành á, tu tâm tích đức á, thì có được sướng không? Thì bây giờ sao mà tôi vất vưởng vậy, tôi khổ quá. Trước mắt là tôi không biết là cô tu cô có sướng hay không, nhưng mà nội khi mà cô về chùa thôi là cô đã sướng rồi. Về đó là hàng ngày có ăn uống rồi, có nhang hương để hưởng rồi, có nơi ấm cúng để cô trú ẩn nữa. Là trước mắt là tôi thấy nhiêu đó là đủ sướng rồi đó. Chứ còn ở ngoài này cô ở trong khu rừng này, tuy rằng nó vắng vẻ gì nữa đó, nhưng mà cô đâu có được ăn uống gì đâu. Rồi mưa gió trong này kia cô đâu cũng lạnh lẽo chứ, đâu cô đâu có được ấm cúng đâu. Đúng không? Đúng rồi đó. Đó. Bởi vậy thì giờ để cho tôi giúp cho cô đi đi, rồi về đó. Sau khi mà cô về đó xong rồi cô mới biết cái sự soi sáng của Phật Pháp nó sẽ giúp cho con người chúng ta nó sung sướng như thế nào. Đó, rồi khi đó là cô sẽ tu tập. Được không? Được. Vậy, vậy thì làm ơn đưa tôi về được gì về đó đi, tôi muốn đi lắm. Rồi vậy bây giờ thì để tôi sẽ giúp cho cô đi về chùa để cô tu nha. Được á. Vậy thì làm ơn á, đưa tôi về đó đi, tôi cũng muốn được đi lắm. Rồi nếu vậy thì bây giờ cô chắp tay lên đi, rồi cô niệm giúp tôi 6 chữ Nam Mô Di Đà Phật đi, để tôi giúp cho cô đi. Được, được, tôi sẽ làm theo. Nam Mô Di Đà Phật. Cả nhà thấy cũng rất là rõ luôn. Cũng chỉ vì cái nghiệp tà dâm dục vọng mà gây ra rất là nhiều những cái phiền tối, những cái sự đau khổ cho những người xung quanh của chúng ta. Chỉ vì cái ham mê sắc dục đã khiến cho một cái gia đình từng là một cái gia đình rất là hạnh phúc phải tan vỡ, kẻ mất đó, người trở thành hồn ma dắt dưỡng đó, rồi đó là bị đó là chế tài của pháp luật. Thì nói chung là cái vấn đề của vong thì cũng chắc là nghiệp quán từ nhiều đời nhiều kiếp thôi. Mong rằng sau khi mà cái vong này về chùa thì cũng sẽ cố gắng tu hành để mà có thể là hiểu rõ được cái giáo lý nhà Phật như thế nào, hiểu rõ được luật nhân quả hiện như thế nào, để nhiều đời những kiếp tiếp theo không phải chịu nhiều cái cảnh đau khổ như ở kiếp vừa rồi. Dạ rồi thì đến đây Lê Trung xin phép khép video lại tại đây nha cả nhà. Lê Trung xin kính chào và hẹn gặp lại các nhà mình ở video tiếp theo.